Cô, cô chú ở đâu cô nhỉ? À. Em ở trong Minh Hòa. Vâng. Thế mình cho cháu xin tên. Hồng Mai. Hồng Mai ạ. Vâng vâng. Thì, cơ sở đội 8 hôm nay dẫn hạnh đón cô chú Thông Mai tại Minh Hòa, Yên Lập có ra và ký một người nhân thôi. Nhưng nó ra ký duyệt một bộ bàn ghế tần thủy hoàng bằng chất liệu gỗ hương đá, kích thước là tay 12. Hiện tại hôm nay là buổi chiều của ngày 20 tháng 3 năm 2021. Cái này từ hôm nào xong rồi ạ? Chắc đủ hôm nữa nha. Cả chất cả kệ luôn. Đây là hình ảnh bộ sản phẩm ghế tần thủy hoa tay cong. Vậy ký chú ký cho nốt hai ghế này chú ơi. Ngả ra sau được không? Video clip thì đang quay trực tiếp tại phía bên trong xưởng của chúng tôi. Ở bên này anh em thợ đang hoàn thiện hai bộ ghế trường kỵ, đầy đủ các loại lim vụ rất là nhiều. Cái đôn này, cái đôn này ký chưa? Ok nha, quý vị nào có nhu cầu mà có thể về các sản phẩm nội thất phòng khách, bàn ghế, và giường tủ kệ tivi liên hệ trực tiếp với bên xưởng đồ gỗ Tùng Tám. Cơ sở của tôi thì có địa chỉ tại Văn Khúc, Cẩm Khê, Phú Thọ nhé. Đây, và đây là phần bàn. Ok đấy. Cảm ơn mọi người nha, với chút thời gian và xem theo dõi kia clip của chúng tôi. Xin chào mọi người.